chết rồi, các cậu chuông báo thức. Thôi nào dậy đi nè, những buổi học cuối cùng chúng ta không nên nghỉ học đâu nha. Layla, cậu ủng hộ hay là phản đối trường học? Mình muốn ngủ quá à. Mình muốn cậu làm sạch cái mồm của cậu trước đi, hôi quá. Layla, mình không thể đi học hôm nay được mà. Natia, tại sao vậy hả? Mình đã mơ mình đang chạy và chạy rồi chạy đến toilet luôn á. Tiếp đó mình thì toilet, sao? Nhưng mình đã nghĩ đó là sự thật. Các bạn không biết gì đâu. Cái gì thật? Natia! Layla! Và mình đã tự hỏi sao mà ướt vậy hả? Trời ơi! Diana, cậu cho mình mượn quần áo để thay được không? Layla, chắc nó còn tệ hơn mùi hôi miệng của mình đó. May là mình không ngủ gần Natia. Natia, nếu cậu còn có giấc mơ đó một lần nữa, cậu sẽ không bao giờ được ở đây một đêm nha. Diana thì sao? Cậu sẽ cho mình cái gì để thay hả? Natia, không, đi giặt và sấy khô bằng máy sấy đi, rồi nhanh đến trường với tụi mình. Các cậu đừng bao giờ nói rằng chưa bao giờ gặp chuyện như vậy nha. Ô, nhìn nè, mọi người đều tới trường rồi, không có ai muộn hết. Ê, các cậu, nhìn Gigi viết gì nè. Cậu ấy viết là mình chưa bao giờ trễ học luôn á. Ồ, hay lắm nè, các cậu nên xem cái này. Rusa, đây nè, Rusa có chiếc áo mới. Mình tự hỏi mấy cầu thủ bóng rổ đâu, sao họ không post story? Hôm nay họ nghỉ gì hả? Đây nè, bộ đồ không khô nổi, cậu đưa mình thứ gì mặc được không? Dạ, xin cậu á. Với máy sấy. Với máy sấy, Natia. Máy sấy đó. Với máy sấy. Mấy cái người này. Vậy tụi mình có 5 phút để tắm chứ hả mấy bạn? Có, có. Đi, nhanh lên nào. Đi, bên đây nè. Lên. Chúng ta cùng nhau tranh thủ. Được Diana, đây là sân bóng cho cậu nè. Mình phải chải mái tóc mượt mà này của mình. Natia, sao vậy Lia? Mình đang sấy đồ mà. Natia, cậu thật sự giặt chưa đó? Mình phát ốm mất. Họ giả dờ như họ chưa từng trải qua chuyện này vậy. Chúng tớ đã xong hết rồi nha. Chúng tớ xong rồi. Các cậu rồi đã sẵn nè. Sàng chưa? Các cậu đâu rồi? Đang đi đây, đi nè. Trời chết mất, mình có tăng chiều cao không? Quần chật quá. Lia, cậu ăn ít lại đi. Lấy cặp và nhanh lên nào, các cậu trễ rồi. Ta có thể tới muộn như thường. Cặp kia. Cặp. Chết tiệt, Spy, mình có 20 cuộc gọi nhỏ từ Diana nè. Sao hôm nay chúng ta không đón họ chứ? Rao à, cậu ủng hộ mối quan hệ mở mà. Chúng ta dính lấy nhau làm gì chứ? Spy, mình hiểu, giờ là thế kỷ 21 các thứ rồi. Nhưng mình muốn ở với Diana cả đời luôn kìa. Cậu điên thật, Diana của cậu hoàn toàn kiểm soát cậu. Cậu đơn giản nên nhìn xung quanh, có rất nhiều cô gái đẹp, họ không giống Diana chút nào hết trơn á. Cậu nên suy nghĩ lại đi. Spy à, cậu có gì phản đối Diana hay sao chứ? Mình không biết Rao, mọi cô ấy mỏng, chân to và eo thì bự. Thật sự bự lắm luôn á. Cũng có máy tính đồ sim như vậy luôn á. Smile à, vô ích thôi, nói thế chẳng có ích gì. Diana của cậu cũng chẳng phải tính đồ sim hay sao chứ. Đó là cái mà mình đã nói với cậu. Nhìn xem bao nhiêu cô gái đẹp đang dạo bước. Và chúng ta với mấy hoạt náo viên này thì mình không chắc Smile nếu mình cần tính đồ sim thì. Rõ ràng ra mọi người vẫn có cùng quan điểm. Nhưng không sao, mình sẽ bắt đầu cuộc sống mới từ bây giờ luôn. Madusha, vỏ bánh khô này mùi diễn sao mới hả? Mới phô mai. Ê Julie, phân vị của snack ngô thế nào? Với sữa nướng. Còn mình thì sao? Ê trời ơi, cua. Nhưng mình yêu nhìn cua đó, đó. Thật tuyệt khi hẹn hò với hai cô gái cùng một lúc luôn ha. Smile à, cậu có Diana rồi mà. Chào ôi Rusa, mùi gì thế? Nước khoa mới hay sao vậy? Thơm quá trời luôn á. Gớm quá Smile, cậu có Diana rồi chứ bộ. Smile, cậu thấy sao hả? Mình yêu mùi hương này, phô mai đắt đỏ. Thơm thật. Thật tệ khi đổi Diana bim bim với phô mai luôn á. Mai, mình cũng có mùi thơm đây nè. Cá nhân mình thì không thích cua, nhưng cậu thì ổn, cục cưng à. Mai à, bộ cậu chia tay Diana rồi hả? Không baby, mình đơn giản là có mối quan hệ mở mà thôi. Mai à, nhưng họ có bạn trai rồi. Việc là Mai ủng hộ mối quan hệ mở. Rất cởi mở. Và có vẻ hai cậu ấy sao cũng chứ? Vậy. Sao chứ, sao? Chị à, cậu thì sao hả? Ba Trích, cậu là người duy nhất cho cả cuộc Rao, đời mình. Chuyện gì vậy hả? Để nói ngắn gọn, Smile ủng hộ mối quan hệ mở luôn á.
Và mình đã nói cậu đừng có liên quan gì đến cậu ta. Rõ ràng cậu ta là kẻ lôi thôi. Mà Russia lại đây đi. Cậu đang ôm Smile khi mình đi bộ đến trường hay sao vậy? Nghe nè Julie, ý cậu là sao? Cậu đang cho Smile ăn snack hay sao vậy hả? Cậu nói đi. Không phải là mình, là cậu ấy mà. Cục cưng, có vấn đề gì vậy? Chúng mình đang ăn khi mà cậu ta đến. Tóm lại Julie, mình không quan tâm cậu ta chọn mối quan hệ gì. Sao cậu lại đứng cạnh cậu ta và tốt như vậy chứ? Ôi thôi, để họ tán tỉnh đi. Ai thì mà mình đi thôi, nhanh lên. Đi nào. Đi. Smile, Dana thấy chúng ta thì sao hả? Ngày hôm nay mình muốn nói với cô ấy chuyện này luôn á. Costa nghe thấy chứ? Smile muốn nói với Dana cậu ta là kẻ buông thả, rằng cậu ta ủng hộ quan hệ mở. Đi mà, Dana sẽ không chịu đâu, đừng có lo mà. Không tưởng tượng được chuyện gì sẽ xảy ra khi các hoạt giáo viên đến luôn á. Smile à, em không hiểu sao anh không đón chúng em cùng với Brown vậy hả? Trả lời đi. Brown sao vậy? Chúng em đã chờ anh ở chỗ Dana mà. Thôi nào, mỗi mình thấy hay mình tăng cân thật sao? Quần chật quá, và cả có mùi kỳ lạ nữa nè. Đúng rồi đó, Lia Lia, mùi kinh quá, tránh xa ra đi nha, đừng có đứng gần mình. Đúng, Dana là như vậy, anh đã muốn đón em để đến trường cùng nhau luôn á, anh nói thật mà. Vậy sao anh không tới? Có gì ngăn cản anh hay sao vậy hả Brown? Mọi thứ luôn. Smile, em thật sự không hiểu, cái gì vậy? Sao hai ngôi sao này đứng cạnh anh vậy hả? Smile, cậu muốn không, một miếng cảm không? Cảm ơn, mình no rồi. Nghe nè Dana, Smile muốn mối quan hệ mở mà, rõ chưa hả? Ý anh là sao hả Smile? Mối quan hệ mở cái gì? Họ nói cái gì vậy hả? Lại tên cầu thủ Smile này nữa rồi kìa. Nhưng cậu ta là kẻ lăng nhăng mà. Thôi đồng thấy cậu, để bọn mình yên đi. Mình cần nói chuyện nghiêm túc với Dana một chút. Smile, mau giải thích đi, em đợi đó. Kiểu quan hệ mở mà anh đang nói đến là gì? Brown, cô hỏi gì về quan hệ mở vậy? Có chuyện gì sao hả? Dana, câu hỏi này không phải cho anh, là cho Smile. Anh chỉ yêu em mà thôi. Đúng, Smile giải thích đi. Vấn đề gì về mối quan hệ mở? Sao lại đối xử với Dana như thế? Đi ba, đừng xen vào. Costia, mình sẽ làm. Dana bình tĩnh, em là bạn gái anh là bạn trai. Nhiều người có mối quan hệ mở, hy vọng là em sẽ hiểu cho anh. Nghe nè mấy cậu con trai, giải thích cho mình đó là quan hệ gì vậy? Rao, sao Smile cứ làm Dana khó chịu hằng ngày vậy? Nha, Dana, mối quan hệ mở là loại quan hệ. Ví dụ như Smile hẹn hò cô gái khác ngoài cậu, và cậu có thể hẹn hò chàng trai khác ngoài Smile là được mà. Ờ, tuyệt đó. Nhìn xem bao nhiêu chàng trai tốt trong trường, không chỉ Smile đâu. Cậu nghĩ cậu ấy là trung tâm vũ trụ hả? Nghe nè, Snatia, Smile không cho phép mình nhìn các chàng trai khác trừ anh ấy mà. Dana, anh cho phép em từ hôm nay luôn á. Ồ, nếu vậy Dana hãy nhìn mình là bạn gái của mình nha, được không? Smile à, không phải trung tâm vũ trụ đâu, mình ở đây nè, thấy không? Brown, mối quan hệ mở thật tuyệt. Anh nghĩ sao về điều đó Dana, hả? Dana, em nói cái gì thế? Smile cho phép em hẹn hò người khác ngoài anh luôn á hả? Có thật không? Chắc chắn rồi, em có thể hẹn hò người khác và anh hẹn hò cô gái khác, nhưng sau đó chúng ta vẫn là một cặp với nhau, được không? Smile, mình hoàn toàn ủng hộ nha. Mình cũng đồng ý mối quan hệ như vậy nếu điều gì đó xảy ra. Ê nè, Nastia nói gì đó? Lia Lia, kệ mình đi. Chết tiệt. Nè, sao mà quần mình hôi quá vậy hả? Lia Lia, nếu nó bốc mùi á thì nó sẽ có mùi, cậu tránh xa ra đi. Nào, đây nè, là vậy. Hẹn gặp sau buổi tập nha. Ok. Chuột nhỏ. Mình sao? Là cậu ta. Cậu ta nói là muốn một mối quan hệ mở. Đúng, cậu ta nói điều đó thật tuyệt mà. Artem hãy làm như vậy đi nha. Mình sẽ cho cậu thấy mối quan hệ mở. Các cậu nghe thấy rồi chứ, Smile muốn một mối quan hệ mở với mình kìa. Dana, mình cũng muốn vậy, nhưng mà Brown sẽ phản đối. Mình yêu anh ấy rất là nhiều, nhưng mà... Sao cái quần này bốc mùi quá vậy không biết nữa. Trời ơi, biến đi giùm mình. Lia Lia, cậu nên giặt nó thường xuyên hơn đi. Mình giặt không qua rồi mà. Có nghĩa là cậu giặt ẩu đó. Đây, Dana, cậu nên hiểu. Ở làng bên, nơi bà mình ở, mình thích Senna ở đó. Khu bên kia là có Colia. Mình cũng rất thích cậu ấy. Và bên đường có Beta cũng đẹp trai nữa. Dana, mình không quan tâm cậu thích ai, nhưng mà mình cần giải quyết vấn đề với Smile trước mắt đây nè. Dana, cậu nên hiểu rằng Smile của cậu là chàng trai hiện đại, và mối quan hệ đối với anh ấy rất ok. So với anh ấy, cậu quá lạc hậu rồi đó, có biết không? Đó chính là điều mình rất muốn nói với Dana. Thật tuyệt, khi có được mối quan hệ mở, mình cần thuyết phục Rao. Không đâu các cậu, chả tuyệt chút nào. Nghĩa là hôm nay anh ấy đi với mình, mai anh ấy và bạn gái khác đến rạp phim, ngày kia anh ấy đưa bạn đến quán ăn nữa. Với mình, đó quá thiếu tôn trọng chứ. Nếu Smile không thay đổi ý định này á, thì chúng mình sẽ chia tay ngay lập tức luôn. Dana, vấn đề là gì? Cậu cũng có thể đến nhà hàng với chàng trai khác được chứ bộ. Đúng, với chàng trai đẹp trai hơn cũng được. Không Dana, đó là sao? Mình thậm chí là hơi ghen tị với cậu đó. Mình sẽ ở bên Brown, còn cậu sẽ hẹn hò với những chàng trai khác. Kết thúc rồi. Mình sẽ nhắn cho Brown rằng mình cũng muốn có một mối quan hệ mở. Ôi chúa ơi, Dana, mình sốc lắm luôn. Cậu muốn mối quan hệ gì? Lia Lia, ý kiến của cậu thì sao? Dana, đừng có đồng ý, đừng mà. Nhưng mà quần của mình sao hôi quá vậy, không biết nữa. Đúng rồi đó Lia Lia, mùi kinh thật. Cậu có thể đã ngồi lên cái gì đó rồi đó.
Đúng, Lealia, mình đồng ý. Mối quan hệ mở không phải một sự lựa chọn nào. Nhân tiện thì... Nastya, khi cậu sấy quần á, cậu đã rút máy sấy chưa? Máy sấy hả? Mình hình như rút rồi. Lealia, cậu có thấy nhãn trên quần hay không? Cậu nói là cậu tăng cân mà. Cũng được, là em. Xem nào Lealia, ở đây ghi là XS. Chết tiệt, Nastya, bộ cậu đùa hả? Cậu thật sự đổi quần với Lealia. Các cậu khó chịu ghê á, mình đi đây. Nastya, cậu lại đây. Nastya, cậu như trò hề á, cởi quần ra mau lên. Nastya, nhanh lên đi. Ok, mình đi thay đồ, nhưng cậu nên biết rằng mình sẽ không đến tập được. Mình không làm bản thân xấu hổ được đâu, mai mình đến nha. Bây giờ mình trả quần đây nè. Thật sự luôn, may ra chúng ta đã phát hiện ra. Cậu nên tiếp tục đi như vậy và mọi người sẽ cười cậu. Nastya, cậu nhanh lên giùm mình. Chờ chút đi. Sao có thể chứ, hôm qua cậu độc thân và hôm nay có bạn trai. Cậu có bạn trai rồi sao? Mình cũng có bạn gái, quan hệ mở thật là tuyệt vời mà, phải không? Bỏ đi Smile, bỏ máy xuống đi, cậu không nên gọi cho ai khác nữa đâu. Rouse, đúng, rồi sao? Sao cậu hét lên chứ? Ok rồi, tạm biệt, không vấn đề gì, mình sẽ gọi Masa ngay. Đúng, Smile mình có chút choáng, mình nghĩ là cậu hơi bừa bãi rồi đấy. Trời ơi, chết tiệt, nhìn đi nè, anh ấy nói chuyện với ai vậy hả? Tóm lại Dana nói Smile rằng quan hệ mở không chấp nhận được, hoặc kết thúc ngay luôn cho rồi. Ok, mình về nhà nha, chịu không nổi okay, luôn. Ok tốt, Sveta, sao lại hét với mình chứ? Hẹn ngồi ai thôi, nhanh cậu lên đi. Nào Smile, chúng ta cần phải nói chuyện nghiêm túc. Vậy Smile không ai muốn quan hệ mở hay sao chứ? Không, em muốn chứ Diana. Để em nói cho, Smile à, em phản đối chuyện này. Anh phải chọn em hoặc mối quan hệ mở của anh. Thấy chưa, mình đã bảo rồi mà, Diana sẽ không chấp nhận chuyện này đâu. Đúng, Diana, anh đồng ý. Anh cũng không chấp nhận quan hệ mở. Anh đã gọi các cô gái khác và nói rằng anh không phù hợp với họ rồi. Cuối cùng cậu ta cũng hiểu ra rồi. Chú ơi, cậu ấy nên ủng hộ chứ. Tình hình này, mình sẽ không có quan hệ mở đâu. Tóm lại là Smile à, nếu anh còn nói về mối quan hệ đó nữa, chúng ta sẽ chia tay ngay lập tức đó. Rõ rồi Diana, không một lời nào về mối quan hệ mở nữa đâu. Yên tâm đi ha.